VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Vion. Yeah.
tiếp đó là một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, bài hát được mang tên Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu. Bài hát này ngon Tuyền ơi, thời em tới rồi Tuyền. Thứ nhất là cái giai điệu của nó quá dễ nhớ. Cái thứ hai nữa mà nếu mà em biến tấu một tí xíu cái lời là ngon nữa, vô 4 tỷ nữa. Cái đoạn là ở giữa ngân hàng đó đó. Mà đổi qua giữa ngân hàng. Ngân hàng quốc tế VIP cộng tác liền. Nếu đã như vậy, đổi phải đổi cho tới gửi ngân hàng. Dạ, tiền phải đưa vô. Vừa rồi là một cái khúc hoàn toàn mới. Cảm xúc của hội đồng cố vấn sau khi nghe bài hát lần đầu tiên xuất hiện tại The Masked Singer này như thế nào ạ? Khi mà em nghe giọng hát thì em lại nhớ đến một nhân vật thứ ba, và có vẻ như phù hợp với nhân vật này hơn. Bởi vì em cũng đã xem Lady May diễn ở vòng trước. Em nghĩ là tí nữa nói chuyện một lúc thể nào cũng lòi ra cái gì mà xem. Ai hi hi chưa chắc đâu nha. Thử cho một cái tên xem. Em tiết lộ hết cả cái vốn tài sản của em này. Lỡ nể rồi nể tới cùng. Ừ. Nể cũng đâu có tính điểm gì đâu. Trong quá trình mà em suy nghĩ về người đấy thì em thấy là bên này cũng dục dịch nói tên đó, là em cũng tiết lộ luôn, đó là bạn Thảo My. Đây là do sao chép của copy không, không, của em tôi đó. Em đi tới. Nè, hồi nãy tôi với Tóc Tiên nói, em ơi, Vũ Thảo My Tiên, đúng không Tiên? Dạ đúng rồi, Vũ Thảo My. Bài nói copy bài bạn. Trời ơi. Em nghĩ nhưng mà bây giờ em mới nói nè. Đúng thiệt, sân khấu này là của em. Nhưng mà đôi mắt là em nhìn của người khác rồi. Hôm nay hát rất ra chất Vũ Thảo My luôn. Ở điểm nào ạ? Cách xử lý tinh tế, vừa phải chừng mực, và cái giọng nó có cái mùi sexy. Vũ Thảo My là một người hát đẹp và rất là tiết chế, không có trưng trổ nhiều. Cái nữ tính trong cái giọng hát rất là cao. Tiên thì Tiên thấy rằng là Lady May là một trong những cái nhân vật từ vòng đầu tiên là đã rất là wow rồi. Những cái sự trưng trổ nhất là bạn ấy đã thể hiện, mọi người đều thấy hết rồi. Nhưng mà riêng bản thân cá nhân Tiên thì rất rất thích Lady May ở cái thể loại âm nhạc này, ở cái cách thể hiện này. Nếu như vòng 1, vòng 2 là bạn bị choáng ngợp bởi một cô gái rất là xinh đẹp, dáng bốc, love at first sight, thì ở đây là bạn sẽ bắt đầu yêu cái nội tâm của cái cô gái này. Đó là cái cảm giác khi mà Tiên xem cái phần trình diễn này. Và Tiên thì Tiên không biết là con đường âm nhạc tới của May sẽ như thế nào, nhưng mà nếu mà May tiếp tục phát huy thì đây là một cái hướng đi rất là hay ho, bởi vì May trưởng thành hơn, nữ tính hơn rất là nhiều. Tại vì không phải lúc nào mình sân khấu nào mình cũng trưng trổ được, đúng không ạ? Chính những cái sân khấu, những cái bài hát này nó mới đi vào lòng người. Và nếu như May không chê thì sau cuộc thi này có thể tôi sẽ tặng cho May một sáng tác của tôi. Wow. Một cái bài tôi viết rồi mà tôi thấy cái quãng nó hầu như là không ai hát nổi. Cho nên tôi cũng để im luôn. Nhưng mà tôi đang tìm kiếm một người có thể thể hiện bài đó tốt nhất. Em tò mò nha. Cái thể loại là mình nói về gia đình hay là tình yêu đôi lứa, là sự tan vỡ gì anh? Bóp bà la tan vỡ đẫm máu. Đau nha. Tôi là nghệ sĩ hài chứ, cả cuộc đời tôi biết cái gì cũng buồn, mặc dù tôi không buồn một ngày nào hết. Nhưng mà mình thích gặm nhắm cái nỗi buồn của người khác. Mình thích là một người bạn đồng hành với những cái người mà người ta đang gặp cái tình trạng đó. Không biết tại sao, ai cũng nghĩ chắc tôi thất tình nhiều lắm, không hề. Thì như Thành chia sẻ là anh hay nghe những câu chuyện của những người đồng nghiệp, những người em thân tình tâm sự. Nếu như sau khi mà May lộ diện, nếu mà có dịp, có gì anh sẽ cho May nghe bài của anh. Nếu May không chê thì anh tặng cho May hát bài đó như một single. Ngày hôm nay là May quá hời. Rồi, là rồi. Vừa có bài này, bảo đảm sau chương trình chắc chắn là thành một bài hit phong Tuyền. Yeah. Đó, vậy, chị Tiên nói vậy em biết tại sao không? Anh Huy nói là bài này dễ nghe đúng không? Yeah. Bài này hay đúng không? Vậy mà có người bỏ quên nó 4 năm đó. Làm gì tới 4 năm? 4 năm từ 2018. Thưa cô Tiên, không được 4 năm thì cũng được 3 năm rưỡi à. Không phải, nghệ sĩ làm cho người nhau đều biết bài hát nó tìm đến mình. Có lý, đúng đúng ạ. Tức là Tóc Tiên của 4 năm trước nghe không có feel được, nhưng mà Lady May của 2022 bạn ấy cảm thấy là nó rất là hợp với lại cái sự trưởng thành lớn lên của bạn ấy. Bạn ấy đang cần một bài hát như vậy. Và rõ ràng có một điều Tiên chắc chắn luôn là nếu mà Tóc Tiên hát không thể nào hay bằng Lady May được. Wow. Giống như là nghề chọn người thì đây là bài hát tìm ca sĩ vậy. Đúng, đúng. Nhưng mà bây giờ mình phải hỏi Lady May một câu hỏi nè. Ấn tượng đầu tiên của Lady May khi nghe bản demo bài hát này như thế nào? Đúng, để có nhạc sĩ đây luôn nè. Dạ, thưa các anh chị, lần đầu tiên em nghe bản demo này á, em cảm thấy rất là cảm xúc và nó làm em nhớ lại những cái khoảng thời gian em bị trông chênh và có những cuộc tình mây mưa bồng bột. Nhưng bây giờ em đã trưởng thành hơn rồi, em cảm nhận được sâu sắc hơn, nên rất là cảm ơn Hứa Kim Tuyền đã sáng tác ra một bài hát rất cảm xúc và rất hay. Thank you. Wow.
Phúc ơi, Phúc có hỏi gì ạ? Xin chào em gái của anh. Ôi trời ơi, em nào? Em có theo dõi Lady May từ những cái tập đầu tiên. Nãy khi mà Lady May hát nữa thì em có nhìn những cái cử chỉ tay của cô ấy. Thì em rất là nhớ đến một người bạn của em. Em còn nhớ đến cái buổi hẹn ngày hôm đấy là cách đây vào năm 2016. Ba anh em gặp nhau, lúc đó cả ba anh em cùng trong một cái tâm trạng, cùng trong một cái thời điểm, cùng trong một cái tình trạng bế tắc. Dạ đúng, dùng cái từ gọi là lạc lối mới đúng. Có nhậu không? Dạ bọn em không nhậu. Mà có nước mắt không? Thực ra không có nước mắt, nhưng mà có nói về những cái chặng đường tương lai. Nhưng mà có trả tiền không? Ui, người ta đang rất là tâm trạng luôn đó. Không, không phải, mình phải hỏi cho nó kỹ vì cái đây là kỷ niệm mà. Nhiều khi lại tâm sự quá lại quên trả tiền. Tính ra là anh hỏi là bé rất kỷ niệm luôn đó. Ừ. Nhưng mà ngoài em với lại một người mà em cho là May và còn người còn lại là ai? Là người mà hai anh chị vừa mới đoán. À, Phúc Mỹ May là người khác, không phải là của Đông. Ồ. Ồ. Duyên nợ. Có nghĩa là em và Vũ Thông My là người anh chị vừa đoán. Dạ. Yeah. Và May. Dạ. Yeah. Vậy là hay ho nha. Hay ho nha. Nhìn mặt Phúc rất là chắc chắn luôn á. Cũng như là gương mặt của Trúc Nhân ngày xưa đó. Chị của em. Em chỉ muốn nói một câu với báo thôi. Chào chị tôi. Không có quen. Chị đừng có làm chưa. Cảm ơn Phúc. Bây giờ là manh mối của Lady May đưa ra. Xin mời về xíu đen ạ. Chuyên ngành của anh Thành. Bây giờ là chính Lady May sẽ chia sẻ về manh mối này luôn. Tại sao lại có một cái chai nước hoa ở đây? Em cảm ơn. Xin nói về cái chai nước hoa này. May là người rất nhạy cảm với mùi hương. Đối với em, để nhớ một người thì em sẽ dùng mùi hương để nhớ người đó. Vâng. Để mà em thích hay là em crush thì người đó không cần phải quá đẹp trai. Nhưng người đó phải thơm trước đã. Mà vì sao lại như vậy ạ? Cái đấy em vừa mới phát hiện ra là em rất thích mùi thơm và dầu thơm. Không phải mê sắc nhưng mà mê thơm ạ. Chết rồi, như vậy là em phải mê anh rồi. Em là dạng người mê một vài mùi đặc trưng hay là em là người thích mỗi ngày trải nghiệm một mùi? Em thích một mùi đặc trưng của người đó. Đấy, tức là phải gắn với cái người đó. Gắn với cái người đó làm em nhớ. Thật ra là lúc mà chị trẻ hơn á, chị cũng giống Lady May á, dễ bị hấp dẫn bởi cái người khác phái vì cái mùi hương của họ. Mà chưa chắc là vì mùi nước hoa nữa. Nó có thể là cái mùi nước hoa kết hợp với lại cái mùi cơ thể của họ, nó ra được cái mùi rất đặc trưng. Và mình sẽ vương vấn cái mùi đó. Cái này là chị đồng ý nè. Ê khoan, mùi hương. Mùi hương em nồng say. Một chút martini. Cùng một chút martini. Manh mối đó. Tại sao tất cả con đường đều dẫn về một nơi thế nhờ? Mùi hương. Bài hát hương. Tên hương. Thành thật mà nói thì em thấy rằng là ca sĩ có thể bẻ giọng cố tình lái, nhưng mà về cái cách xử lý ngân câu ấy thì là rất khó để khác đi được. Rất là đặc trưng của đúng từng rồi, người. Nhưng luôn. Mà nghe May hát thì những cái phần xử lý trong ngân câu thì lại không phải là mùi hương em đồng say. Thì sau khi mà nghe Lady May hát ấy, chắc là em khác cả anh Thành, khác chị Tiên, khác luôn Phúc. Em lại nghĩ ra một người khác. Ai? Cũng là một người tên Hương luôn. Em lại nghĩ ra chị Hồ Quỳnh Hương. Có nghĩa là bạn này run note rất là tốt. Dạ đúng rồi. Ở Việt Nam run note tốt cũng không có vài người đâu. Đúng rồi, và âm sắc khi mà lên quảng cáo rất giống chị Hồ Quỳnh Hương. Thường cái người á mà xài cái hãng này á là phải nội tâm. Tự nhiên bạn này nói ra chị Hồ Quỳnh Hương là tôi lại thấy là nội tâm đúng không ạ? Mà nếu mà xài cái chai nước hoa này cũng phải là người có điều kiện kinh tế một chút. Đúng rồi. Ui cha,
mua bên Pháp, tại vì nó rất khó mua và nó là dầu thơm niche, có nghĩa là không phải được bày bán ở nhiều nơi, duty free đồ không bao giờ có. Vậy có nghĩa là phải là người có taste thì Hồ Bình Hương là một đáp án có thể đó nha. Yeah. Em thấy anh khi mà xuất hiện lúc đầu, và cái này em cũng có để ý rằng là bạn chào tất cả mọi người đều là anh chị với một cái phản xạ rất là nhanh luôn. Là ý là một cái tâm thế của một cái người nhỏ tuổi hơn chào một cái người lớn hơn. Hen. Cái bài hát này là một cái bài hát mà thực sự là quãng, nó rất là rộng. Với cái giọng nội lực, với cái người mà em nghĩ đến rất lâu rồi, em chưa được nghe bạn ấy hát tiếng Việt. Nên ngày hôm nay khi mà bạn ấy hát cái ca khúc này, em thực sự em thấy rất là tinh tế. Và nếu mà đúng là cái người em đang nghĩ đến thì bạn đã trau dồi và bạn đã tôi luyện cái giọng hát của bạn thực sự rất là tuyệt vời để có thể hát ra được một cái bài hát tinh tế và cảm xúc như thế này. Bây giờ là chúng ta có thêm một cái thông tin về cá tính của Lady May rồi. Độ tuổi thì mình đã phân vân. Biết đâu chừng Lady May diễn với mình thì sao? Biết đâu chừng là Lady May quá thân như là bạn cố vấn thì có thể là chào anh được nhìn chữ bình thường. Đúng không? Mà chưa kể nữa là trái nước hoa này như anh Thành chia sẻ là cũng rất là khó tìm. Bây giờ ban cố vấn muốn giữ lại đáp án cho mình hay là có một sự lựa chọn nào khác hay không? Trước tiên là tôi thấy là nhân vật này dễ sợ nha. Tạm thời là mình chốt Vũ Thảo My ạ. Em nghĩ là Vũ Thảo My. Em cũng là Vũ Thảo My luôn. Em nghĩ là chị Hồ Quỳnh Hương. Đức Phúc. Em xin phép em giữ cái đáp án của em ra giấy được không? Được, chúng ta sẽ ghi lại. Nộp ban tổ chức đi rồi quy công bố sau. Tại vì cái chuyện này thầm kín quá, tôi cũng đang muốn biết người đó là ai mà nó đúng. Nói tôi nghe. Vâng thưa quý vị, như vậy là ban cố vấn chúng tôi đã đưa được những cái tên rồi. Và nếu khán giả tại nhà theo dõi về phần trình diễn của Lady May, các bạn nghĩ đó là ai? Hãy nhớ comment cho chúng tôi. Chương trình The Masked Singer. Và bây giờ xin mời hai vị sĩ áo đen cool ngầu VIP hộ tống May về trời ạ. Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion.